đang ở một cái cảng và sẽ đi tới một cái quán ăn. Trước khi ăn á thì hai vợ chồng có một cái bánh churro để mà khởi động cái miệng. Quá thức lắm. Bây giờ thì anh sẽ dẫn em lên cái cầu thang này để đến với cái quán ăn. Cái quán ăn này được gọi là Frog Hobble. Ở cái quán ăn này á, là nổi tiếng nhất là ở chỗ này là đồ hải sản cực kỳ ngon. Chúng ta phải chờ 30 đến 40 phút mới có bàn, bởi vì là đông lắm. Cho nên là trước khi mà ăn là phải ăn bánh mì. Là một cái bến cảng mà chúng ta sẽ ăn seafood ở đây và phải chờ như khi nãy là Nghiệp đã nói. Và lát nữa thì mình sẽ đi thăm một cái vườn hoa, phải không anh? Đi thăm cái vườn hoa đó là từ trên dốc xuống. Thì nó chỉ là một con dốc rất là bình thường thôi. Bởi vì ở San Francisco thì thấy toàn là đồi dốc không à. Thì xe cứ lên xuống dốc đúng vậy thôi à. Thì lát nữa đi sang cái vườn hoa đó mà cũng là một cái dốc đó ha. Nhưng mà cái đường nó sẽ zigzag rất là đẹp. Và để mà đi xuống cái con đường đó rất là mất thời gian, mặc dù nó rất là gần. Đó, một con đường ngoằn ngoèo vậy nè. Mai với Nghiệp đã đi rồi, phải không anh? Nhưng mà lúc đó chưa liên quan tới nhau. Giờ đi lại, ê, cho em cái tên, không biết rồi. Cứ nói đi là em nhổ. Chắc là mọi người coi cái clip hôn nhau của Nghiệp và những cái tấm hình hôn nhau rất là nhiều đúng không? Thực sự là ở Việt Nam là Nghiệp với lại Mai rất là ít hôn nhau, nhưng không biết tại sao khi mà qua nước ngoài như vậy, khi mình thấy một cái đất nước mà rất là nhiều người rất là tự do khi mà thể hiện cái tình yêu của mình, cho nên là Quốc Nghiệp và Ngọc Mai mới dám vậy. Cảm ơn cô. Rồi hoài à anh Nghiệp á, cho nhổ cái mụn được không? Cho nhổ một cái thôi, một cái nữa là ra rồi. À, chưa được. Ác độc. Bây giờ bụng thì đã no, mắt cũng đã trùng xuống rồi. Bây giờ chỉ còn biết về nhà khách sạn để ngủ thôi. Và Ngọc Mai vẫn cố dắt Quốc Nghiệp đi tới một cái chỗ đầy hoa đúng không em? Rồi chúng ta cũng đã gặp nhau nữa đúng không? Yes. Và bây giờ chúng ta tiếp tục một cái hành trình đi tới chỗ thật là nhiều bông hoa trên một con đường zigzag giống như chữ Z mà nhiều như vậy đó. Đây là con đường mà chúng ta sẽ bắt đầu đi tới cái con đường hoa Nguyễn Huệ. Ở bất kỳ nơi đâu Nghiệp cũng ví dụ như cái thành phố Hồ Chí Minh mình như vậy và cả nước mình quá đẹp. Việt Nam mình đâu có thua đâu. Ngày trước á là Mai với Nghiệp á đã đến đây rồi cùng với đoàn và chỉ có được một vài con hải cẩu thôi. Bây giờ nó đẻ nhiều quá ha. 2015 thì nó được có vài con thôi, bây giờ nó cả đống con luôn á trời. Chắc là tốt khí hậu. Đó mà hôm trước là ít người coi lắm, hôm nay quá trời người coi. Ôi, đi theo mọi người thôi. Rất là đáng tiếc khi mà bình thường đây là vườn hoa, đây là một cái đường có hoàn toàn hoa rất là nhiều, nhưng bây giờ hôm nay là không biết vì sao mà hết hoa rồi. Và cái đường dích dắt cái nãy mà Mai với Nghiệp đã nói cho mọi người đây. Nhưng mà không sao, hết hoa thì vẫn còn đường rất dốc, rất đẹp. Đây mọi người có thể xoay ra đằng sau thấy nè. Anh đứa nào cầm vậy? Sâu lắm, cao lắm đó mọi người. Bây giờ chụp ảnh cho anh với. Rồi. Sợ quá. Bye bye. Sợ quá.